Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Ninh Ca, câu chuyện Ma Cổ Dài Sơn Thôn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thiên địa luôn xoay vần, nhân sinh từng khắc, sinh lão bệnh tử vẫn là điều tự nhiên. Con người ta ai không muốn có được một cuộc sống yên bình. Thế nhưng cái tội nghiệp của những người tu đạo thì luôn ngược đời oan trái. Họ càng muốn trốn tránh thì tai họa càng tìm đến. Thầy Kiều vốn là một pháp sư gốc Trung Hoa, năm nay cũng gần 70. Hơn nửa đời người sống trên đất nước Việt Nam, hành đạo giúp đời. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà thầy đã có được hai học trò vô cùng tài giỏi là A Tõn và Thanh Lam. Sau khi mà hai học trò trải qua nhiều biến cố, thầy đã quyết định trở lại Mộng Cốc Đảo, nơi ở của thầy trên đỉnh ngọn núi Sa Mù. Cùng hai học trò điều chế dược liệu cứu giúp thôn dân, sống nốt những quãng đời còn lại. Ai xem bói đây, bói tình bói tiền bói linh tinh đây? Tiếng nói của một người thanh niên khá mảnh chai khoảng chừng 18-19 vang lên khắp con đường nhộn nhịp giáp biên giới Việt Trung thuộc địa phận tỉnh Lào Cai. Trên thân là một bộ quần áo màu đen của các cụ, tay cầm gậy gỗ, vai đeo tay nải. Ê thằng kia, mày làm cái quái gì ở đây vậy? Một nhóm thanh niên khoảng 5-6 thằng xăm trổ đầy mình nhìn thấy cậu thanh niên ăn mặc kỳ quái thì chạy lại chỉ mặt. Người thanh niên nghe vậy thì mỉm cười. Ây da, chào mấy vị huynh đài. Ta là thầy Tõn tu hành trên núi Sa Mù. Không biết mấy vị huynh đệ đây muốn xem gì. Mày nói cái gì? Thầy Tõn cơ? Tí tuổi mà dám xưng thầy với đại ca tao hả? Một thằng coi nhất trong đám thấy đám thanh niên khoác lác thì lên tiếng khinh bỉ. Các đại ca nghe vậy thì cũng tiếp lời. Mày bị thần kinh ngay gì mà ăn mặc thế này? Không mau biến chỗ khác à? Tao cho đàn em đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Ấy huynh đài, hãy bình tĩnh. Hôm nay gặp nhau ở đây e cũng là cây duyên. Để A Tõn ta xem miễn phí cho huynh một quẻ. A Tõn cười khoái chí, sân đó vuốt vuốt cầm tỏ vẻ tiên nhân đạo cốt, miệng bắt đầu liến thoắng. Ta thấy vị huynh đại đây có một khuôn mặt dày như là mo cau, chắc là đi vệ sinh rất vất vả, đúng nhận sai cãi cho thầy. Các đại ca mặt biến sắc, quả nhiên hai ngày nay các đang bị táo bón dặn mãi không được. Thì gã không đáp lời, A Tõn lại tiếp. Không cãi là nhận rồi nha. Khẽ thở dài, A Tõn lại tiếp. Ta thấy tướng tá của huynh to cao đen hôi, chắc chắn là đói sao phải đi ăn cơm, mà tôi đến là sao phải đi ngủ, đúng nhận sai cãi cho thầy. Các đại ca hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu. A Tõn lại cười lên tiếng. Nhìn cái khuôn mặt 10 phân vẹn 10 này của huynh thì ta đáng chắc chắn rằng khi đi ngủ huynh sao phải nhắm mắt, mà cười thì chắc chắn là nhe răng. Các đại ca gãi đầu khó hiểu như cảm thấy điều gì đó sai sai. Đang loay hoay chưa biết nói sao thì các đàn em bên cạnh thì thầm. Ông thầy này nói chuẩn phết đó đại ca. Công nhận đại ca có bộ nha. Cười một cái nhớ cả đời đó. Mẹ cái thằng khùng này. Mày có thấy gì lạ không? Sao ta thấy nó sao sao đó? Sao chăng gì đại ca? Em thấy ông thầy này nói đúng mà. À mà khoan, hình như có gì đó không đúng. Các đại ca nghe vậy thì súng lại cùng mấy thằng đàn em bàn tán. Để bằng A Tõn đứng đó cười khoái chí. Con mẹ nó dám chơi tao hả? Bắt nó lại cho tao. Sau một lúc bàn tán thì mấy gã cũng hiểu ra vấn đề. Các đại ca không chịu được cú sốc, liền kêu đám đàn em xông lên để bắt lấy A Tõn. A Tõn mỉm cười, sau đó lợi dụng thân pháp búa máy như lăng bà vi bộ, rồi thuần thế vùng cây gậy gỗ đánh liên tiếp vào mông của mấy thằng, khiến cho cả đám nằm dạp ra đất mặt mày nhăn nhó. Từ bây giờ bớt bắt nạt người khác đi nghe chưa? Lần sau để A Tõn bắt gặp thì chỉ có tụt lò xo đít thôi đấy. Nghe đoạn A Tõn quay đầu vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy câu hát mấy hầm đường ở cái quán nhỏ ven đường. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Vì về tới nhị má thôn, A Tõn đang ghé vào một quán thịt chó miệng đon đả. Phương cày đại ca, hàng quán thế nào? Có chút ế ẩm nào không biếu bà thầy trò ta một ít? Nghe thấy tiếng gọi, một người đàn ông độ chừng 25 tuổi, cởi trần khoác yếm, với thân hình mảnh khảnh,
trên ngực là hai bộ xương sườn nhô ra, nhìn như là bộ hài cốt, xách ra một túi thịt miệng cười tươi. À Tón hả? Ta biết hôm nay đầu tuần kiểu gì cậu cũng tới, cho nên chuẩn bị sẵn chút thịt để biếu ba thầy trò. Nhận lấy túi thịt, A Tón cười đắc chí. Phương Cải đại ca hôm nào cũng thoáng quá, cho ba thầy trò tăng hẳn cây đùi cơ. Phương Cải mỉm cười đáp. Cũng may năm đó ta gặp được ba thầy trò, nếu không giờ này cũng chẳng biết Phương Cải ta lưu lạc nơi đâu. Trò chuyện thêm được mấy câu thì A Tón tạm biệt Phương Cải trở về Mộng Cốc Đào. Đúng vậy, Phương Cải trước đây là đại ca của một nhóm thổ phỉ. Sau khi ba thầy cho A Tón dạy cho một bài học quay đầu, kiếm được cái nghề bắn thịt chó hợp đúng với danh xưng của Phương Cầy. A Tón chẳng về rồi hả? Thành Lam, ta có cái này cho nàng. Nơi đoạn A Tón đặt túi thịt xuống đất rồi đứng trước mặt Thanh Lam, vừa múa vừa cất giọng. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Thanh Lam nghe vậy thì cười lên khúc khích, đang vui vẻ thì phía sau có giọng nói. Hai đứa lớn cả rồi mà cứ như trẻ con vậy, chẳng với trà thiếp nghe mà ta nổi hết cả da gà. Người vừa lên tiếng chính là thầy Kiều, sư phụ của Thanh Lam và A Tón. Nghe thấy sư phụ trêu chồng, Thanh Lam mỉm cười chạy lại. Người xưa vẫn bảo theo thầy học đạo thì mọi cái đều phải theo thầy. Bên người chung người ta hay nói như vậy, cho nên bọn con nói thế cho thầy đỡ bỡ ngỡ. Bố nhà cô chứ, thầy con ở bên Việt Nam cũng hơn nửa đời người, còn cái gì mà thầy không biết. Thanh Lam nghe vậy thì bĩu môi, sau đó cùng A Tón chạy đi nấu đồ ăn. Đêm hôm đó khi bóng tối vừa phủ xuống, ở một chỗ nào đó trong ngọn núi xa mù, bà thân ảnh mặc bộ quần áo đen xì trùm kín cả đầu, nhìn không khác gì mấy bà phù thủy. Bọn chúng đứng nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng gì đó rất kỳ lạ, nghe cứ xì xà xì xồ. Ngài Cú Tô, nơi đây chính là nơi đã từng có một thi vương xuất thế. Nếu như chúng ta thực hiện nghi lễ hiến tế ở đây thì chắc chắn sẽ triệu hồi được quỷ đế Samurai. Một thanh niên có khuôn mặt queo quắt, hai mắt thâm quầng, trên tay là một cây gậy đầu lâu vừa lên tiếng. Người đàn ông với thân hình mập mạp nghe vậy thì mỉm cười nham hiểm. Tito, cậu đã tìm hiểu kỹ nơi này chưa? Những linh hồn cần thiết để hiến tế liệu có đủ? Ngài Cú Tô đây cứ yên tâm, nơi đây mọi người sống cách biển với bên ngoài. Nếu như có biến chắc bên ngoài chẳng ai để ý. Vậy đám người Mo hay là lưu pháp sư có tồn tại trong này không? Tito trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng. Suốt gần một năm qua con ẩn giật ở đây, không phát hiện ra bất cứ một pháp sư hay thầy Mo nào. Có thể là bọn chúng không lộ diện, nhưng cho dù có thì chắc hẳn cũng không có nhiều. Con nghĩ chúng ta có thể xử lý. Ngài Cú Tô gật đầu hài lòng, sau đó quay sang phía cô gái đứng im nãy giờ rồi nhẹ giọng. Mua Tô, con hãy cùng với Tito bắt đầu kế hoạch, cứ bắt giữ linh hồn mỗi thôn một ít, tránh làm cho người dân sợ hãi kinh động đến bên ngoài. Dạ, cha cứ yên tâm, việc này con làm được. Nói đoạn cả hai người lập tức rời đi, bỏ lại lão già Cú Tô đang cắm cúi lên một cái đống đồ kỳ lạ. Rải xuống xung quanh cái hố đen sâu thẳm. Sau khi mọi thứ đã xong, lão lấy ra một cái lọ nước gì đó màu đỏ như máu, đổ xuống cái hố đen. Ngay lập tức không gian xung quanh chợt biến, các loại sinh vật lạ sợ hãi lao đi tán loạn, nhất thời khiến cho khung cảnh của nơi đây trở nên vô cùng hỗn loạn. Khẽ mỉm cười, lão ta quỳ một gối xuống mặt đất rồi cúi đầu miệng lẩm nhẩm Ajinomoto giờ mông nhành ra cổ. Lúc này ở một nơi nào đó trong vườn dương hấu đầy quả, có hai thanh niên đang bò lồm ngồm, đánh ánh mắt lão liên ra nhìn xung quanh. Hình như là không có người đâu. Hôm nay tao với mày ăn đủ rồi. Nói đoạn các bò đến quả dưa hấu rồi nhe răng cầm lấy gặm để. Dưa này ngọt quá mày hả, ăn nhanh lên. Rồi mấy quả về cả nhà người ta ra thì chết. Đêm hôm thế này làm gì có ai buồn dậy đâu, yên tâm đi mà ăn. Các kia nghe vậy thì cười khoái chí, ôm lấy quả dưa to lớn như cái đầu người mà không hay biết được rằng ở phía xa đang có một cái đầu người tròn lông lốc với mấy sợi tóc lượm chởm đang lắc lư cái cổ dài ngoằng. Nó như hàm răng trắng ợn toàn là máu rồng đến tận mang tai, cộng với hai con mắt xanh lè đang từ từ bò đến. Đang úp mặt thưởng thức mấy quả dưa ngọt lịm thì có một thứ gì đó vừa đụng vào mông làm cho gã giật mình. Cái thằng khùng này, sao mày vỗ mông tao chứ? Các kia nghe vậy thì tức giận, lôi đầu ra khỏi quả dưa quay mặt sang nhìn.
Lập tức gã khiếp sợ, toàn thân tê dại, còn đang hét lên với cái đầu kinh dị đã lao vụt đến, còn lấy cái cổ của hắn nhấc bổng lên, khiến cho gã đầu đớn dấy lên đành đạch. Hai mắt lúc này đã trợn trừng, từng dòng máu tươi ở trong miệng bắt đầu trào ra, theo từng nhịp co dần chảy tí tách xuống bên dưới, làm ướt cả người của thanh niên còn lại. Các bực bội ném luôn quả dưa rồi gắt gỏng nói: "Mẹ cái thằng này, mày làm cái quái gì vậy hả?" Lời nói còn dưa dứt, hai mắt của gã trợn trừng, miệng há hốc, còn chưa kịp định thần thì một bóng đen đang vụt qua. Cái đầu của gã rơi xuống, máu trên cổ bắn ra thành tia, cơ thể không ngừng co giật. Khẽ mỉm cười lau đi mấy giọt máu đang dính trên kiếm, bóng đen lấy ra một lá bùa màu trắng được vẽ rất nhiều những ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ, ném ra phía trước mặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Ngay lập tức lá bùa bay vụt đến hai cái xác, sau đó thì bay lại về trên tay của người bóng đen. Khẽ mỉm cười cất đi lá bùa, người áo đen lúc này cất tiếng giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái bắt đầu vọng ra, chỉ có điều là nó cứ xì xà xì xồ: "Trò này vui lâu lắm rồi, Mu Tu ta không được thỏa thích xuống tay, đúng thật là quá đã." Nói đoạn cô ta vẫy tay, cái đầu quái dị như hiểu ý thả cái xác của người thanh niên xuống rồi từ từ biến mất, chỉ để lại nơi đây một tiếng cười vô cùng lạnh lẽo. Ở một chỗ khác đang có một gã thanh niên đi úp cá đêm, có vẻ như gã vừa úp được một con cá gì to lắm. Khẽ mỉm cười, gã thanh niên đưa tay mò xuống cái nơm, như thấy đồng con cá to sợ hãi dấy lên đành đạch, khiến cho bùn nước bắn lên cả người. Sau một hồi gã vất vả tóm được con cá rồi dí sâu xuống bùn không cho nó dãy rủa. Quái lạ, cá gì mà tròn lông lốc vậy ta? Chả nhẽ là cá quả, mà đâu phải, cá quả nó dài ngoằng cơ mà. Nói đoạn gã ta gạt đi mấy cái suy nghĩ linh tinh, rồi đưa hai đầu ngón tay luồn vào trong cái chỗ hõm trên người của con cá. Vừa mới đưa con cá lên khỏi mặt nước, gã đã kiếp sợ hai chân lảo đảo, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Trời đất ơi, có ma, có người chết." Lời nói vừa dứt thì dưới mặt nước, một cái đầu lâu người trắng ngần lao vụt lên. Nó nhe một hàm răng của mình ra cắm phầm vào cổ của gã thanh niên, khiến cho máu tươi bắn ra xối xả. Quá đau đớn, gã đổ dầm xuống mương, dòng nước lạnh lẽo sộc thẳng vào miệng, khiến cho gã ho lên. Chỉ một lát sau, cái bụng gã đã trương vành nổi lềnh bềnh ven con mương đầy máu. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, A Tón tiếp tục rời khỏi núi Sa Mù, tiến ra bên ngoài thế giới hiện đại, xem bói mua vui giúp đỡ mọi người. Ngọn núi Sa Mù nằm giáp danh với con sông trải dài, giáp biên giới Việt Trung thuộc tỉnh địa phận Lào Cai. Người dân nơi đây sống biệt lập cho nên bên ngoài ít có ai biết đến. Sở dĩ được gọi là Sa Mù vì nơi đây vô cùng quái dị. Mặc dù không có sương mù nhưng tầm nhìn của mọi người vẫn bị giảm đi phân nửa. Cũng bởi cái cảm giác rùng rợn này khiến cho người dân bên ngoài chẳng ai dám tới đây. Nơi mà ba thầy trò đang ở là Mộng Cốc Đào, nằm ngay bên trên sườn núi, giáp danh với là hai thôn Nhất Mã và Nhị Mã. Phía sau còn có ba thôn khác là Tam Mã Thôn, Tứ Mã Thôn và cuối cùng là Ngũ Mã Thôn. "À Tón, hôm nay ra ngoài nhớ học thêm mấy thứ thú vị cho ta xem." Thành Lam đang đem mấy cái mẹt thuốc ra phơi, miệng không ngừng tiến đến liến thoắng. A Tón mỉm cười nhẹ giọng: "Cái gì nàng cũng muốn, thế mà bảo cho ta sư mú một chút không cho. Đứng lại đó cho ta." Thành Lam nghe A Tón trêu chồng thì nổi giận, vừa lấy cái chổi toan lao ra thì A Tón đã chạy mất tiêu. "Ai xem bói đây, bói tình, bói tiền, bói linh tinh đây?" A Tón vừa ra tới bên ngoài thì bắt đầu cái dòng khề khà như mọi khi. Cũng tại vì bản thân không có căn cơ ngập đạo pháp, nhưng khi lại được trời phú cho con mắt âm dương, cho nên là A Tón đã được thầy Cửu chỉ cho một chút về bói toán, cúng bói và xem phong thủy. "Chào thầy, thầy có thể xem giúp tôi một quẻ được không?" Người vừa lên tiếng đây là một người phụ nữ độ ngoài 40, thân hình mập mạp kết hợp với nước da đen sạm, nhìn không khác gì là một con hà mã. A Tón cái nhíu mày, sau đó cười lên tiếng: "Bà muốn xem về cái gì?" "Chả giấu gì thầy, tôi có cái hang động đã mấy chục năm, còn mọc tùm, không biết là thầy có thể soi cho tôi khi nào thì có chuẩn chui vào được không?" A Tón khẽ rùng mình đưa ánh mắt nhìn qua thân hình của người phụ nữ, sau đó thì nhẹ giọng: "Nhìn tôi quan sát thì thấy đường vào hang động gập ghềnh co đi. Nếu như bà có thể làm cho mọi thứ phẳng phiu
thì chỉ trong nay mai thôi sẽ có đàn chuột đứng xếp hàng. Người phụ nữ này khép mỉm cười. Cảm ơn thầy. Thì ra chỉ cần làm cho hết mỡ, thân hình đẹp lại là được. Vậy mà các bà cứ bảo tôi có duyên đâm, mau đi xem thầy mà cắt. Nói đoạn thì bà cũng đưa cho A Tón tầm 100 ngàn lệnh khệnh bước đi. A Tón nhìn theo mà thầm trong bụng. Bà thế này ma nó còn chạy mất dép lấy đâu ra duyên đâm chứ hả? Đang cười khúc khích thì từ phía xa có tiếng động lớn. Mọi người xúm lại tất cả đường. Có một vài người vừa chạy vào xem thì lại bị hốt hoảng chạy ra. Mặt mày tái mét. A Tón thế là thì vội vàng chạy lại. Vừa vào tới nơi A Tón đã phải khiếp sợ. Ở ngay cạnh con xe công đang có hai chiếc xác nằm chồng chơ. Người đàn ông thì cái đầu đã nát bét, máu bắn ra vương vãi. Người phụ nữ thì cái bụng dẹp đi đi. Lòng ruột lúc này phè phỡn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt quá là hãi hùng, khiến cho nhiều người phải khiếp sợ mà bỏ đi. Không ai dám lại gần hai cái xác. Nhìn thấy cảnh tượng quá thê lương, A Tón chạy ra, miệng liền vội vã nói: mọi người có ai ở gần đây, cho tôi xin chiếc chiếu. Mấy người ở gần đó nghe vậy thì cũng chạy đi. Sau một lát thì có đến 4-5 cây chiếu đựng đem tới. A Tón nhận ra cây chiếu, sau đó đem đến đẩy lên hai cái xác cùng với mấy phần thi thể đã bắn ra ngoài. Chỉ một lát sau, công an và người nhà nạn nhân cũng đã tới. Được biết đây là cặp trai gái đang yêu nhau, nhà cũng ở gần đây, cho nên đi ra đường không có đội mũ. Hơn nữa phóng nhanh vượt ẩu mới xảy ra cứ sự như vậy. Sau khi kiểm tra hiện trường, hai cái xác cũng được gia đình đem về mai táng. Tiếng khóc thê lương văng vẳng cả đoạn đường dài. Mọi người xung quanh thích vậy thì cũng lấy mấy đồng tiền lẻ tung ra, như muốn chỉ đường tiến đưa hai nạn nhân xấu số. Sau khi mọi người rời đi, A Tón tiến lại ven đường châm lên mấy que hương cắm xuống đất, rồi đặt cạnh đó một sấp tiền vàng, miệng lẩm nhẩm cúng bái. Sau đó thì đứng dậy. Chỉ chừng vài phút, hai thân ảnh một nam một nữ, quần áo rách dưới đất lờ mờ hiện ra. Bọn chúng ngồi run rẩy quanh bó hương thi nhau hít hà. Một lát sau thì cũng đã ổn định tinh thần, vội vàng cúi đầu cảm ơn A Tón. Khẽ mỉm cười, A Tón liền lẩm bẩm: ta chỉ có thể giúp cho hai người giữ lại hồn phách, tránh bị thất lạc, lại thành vong ma vất vưởng. Đêm nay người mà các ngươi sẽ tới đón, hãy chấp nhận số phận lên đường đi đầu thai. Buổi chiều ngày hôm ấy, khi mà vừa đến Nhị Mã thôn, A Tón đã phải sừng sốt bởi xung quanh thôn thì khóc thê lương không ngừng vọng ra. Còn chưa biết là chuyện gì, Phương Kỳ đã lao ra kéo A Tón vào trong nhà, bộ dạng có vẻ rất sợ hãi. Trời đất ơi, giờ này mà để còn lang thang ở đây sao hả? A Tón ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Phương Kỳ lúc này lại tiếp: hôm nay để ở nhà ta đi, giờ này mà về thì cũng phải đến tối mới tới nơi. Rốt cuộc là làm sao? Huynh hãy bình tĩnh nói ta nghe xem nào. Tự nhiên lôi đệ vào đây xong nói nhăng nói quệ cái gì thế? A Tón bực mình liền khất nhẹ. Phương Kỳ thấy vậy thì cũng thở dài, sau đó nhẹ giọng: trong thôn đang có thú hoang ăn thịt. Mới có một đêm hôm qua, trong thôn đã có đến hơn cả chục người chết. Tất cả đều bị con gì đó cắn vào cổ. Một số người còn bị nó gặm nham nhở, nát hết cả mặt mày. A Tón lúc này liền nhíu mày. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện như vậy chứ? Làm gì có cái thú hoang chỉ cắn vào cổ người? Chẳng nhẽ là có cương thi hay sao? Nói đoạn, A Tón kêu Phương Cầy dẫn qua nhà gần nhất có người chết để kiểm tra. Phương Cầy lúc này sợ hãi run lên cầm cập, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Vừa tiến vào bên trong nhà, A Tón đã vội vàng tiến lại cái quan tài. Tuy nhiên nắp quan đã bị đóng. Sau một hồi giải thích thì người nhà nạn nhân cũng đồng ý bật nắp quan tài cho A Tón xem thử. A Tón đối với mọi người cũng chẳng phải là người xa lạ. Cái nắp quan vừa được mở ra, bên trong là một cái xác người đàn ông đã trắng bệch, hai mắt thâm quầng, đưa tay xuống xoay nhẹ cái cổ. Đúng là có một vết cắn khá sâu ở đây. Nhìn qua thì không thể đoán được là do thứ gì gây ra. Sau khi xem xét hồi lâu, A Tón lắc đầu. Thật lạ, không hề có dấu hiệu của ma quỷ gây ra. Nhưng mà tại sao lại không thấy linh hồn của người này? Chẳng nhẽ vẫn còn mắc kẹt ở chỗ chết. Người nhà của nạn nhân nghe vậy thì quỳ mọp xuống đất, cầu xin A Tón giúp đỡ tìm lại linh hồn cho người khuất lối. Khẽ thở dài, A Tón trấn an mọi người, sau đó bảo Phương Cầy dẫn đến mấy nhà còn lại để xem thử. Tất nhiên là hơn chục cái xác đều giống hệt nhau, tất cả linh hồn đều biến mất. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, A Tón quay về phía của Phương Cầy nhẹ giọng:
Huynh hãy bảo mọi người giữ lại xác chết để ngày mai sư phụ xuống xem xét rồi tính. Đã định bây giờ trở về sao? A Toán mỉm cười gật đầu. Thế vậy Phương Cẩy lo lắng. Giờ cũng muộn, để về nhớ gặp thứ quái quỷ đó thì sao? A Toán liền cười. Để cũng đang muốn xem thử cái quỷ quái đó là gì mà nó lợi hại như vậy chứ. Nói đoạn A Toán rời đi luôn. Biết là chẳng thể níu chân, Phương Cẩy cũng quay lại nhắc nhở mọi người. Đang dạo bước trên con đường thì A Toán khựng lại, cảm giác như có một thứ gì đó đang bám theo sau. A Toán quay đầu nhìn lại thì tuyệt nhiên không có gì. Đang toan dạo bước đi thì không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Một cảm giác dần dần bắt đầu chạy qua sống lưng, rồi cây cối bắt đầu rung lên xào xạc. Cảm nhận được sự nguy hiểm, A Toán vừa lấy cây pháp gầy màu xanh ngọc, đừng chạm trổ rất là nhiều hình vật A-di-đà nhỏ xíu. Khép vẩy tay, cây gậy chỉ chừng căng tay dài ra gần 1 mét. Đã tới đây rồi sao còn chưa xuất hiện? Định giờ mấy cái trò ma quỷ dọa nạt thầy Toán ta sao? Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên ngưng tụ, một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay sau đó là một điều cười ma quái bắt đầu vọng ra, văng vẳng khắp 4 phía. Điều cười vừa dứt thì cái đầu lâu trắng hiếu như hàm răng lao vụn về phía A Toán. Khẽ giật mình, A Toán vội lộn người tránh né. Còn chưa kịp phản kháng thì cái đầu lâu đã biến mất. Xung quanh những tiếng cười ma quỷ lại vang lên, như là đánh thẳng vào tâm trí, khiến cho A Toán vô cùng hoang mang. Không biết điều cười quái dị đó từ đâu phát ra. Trong lúc phân tâm, cái đầu quái dị một lần nữa lại lao ra, tốc độ của nó quá nhanh. A Toán chỉ kịp đưa cây gậy lên đón đỡ. Một tiếng rầm vang lên, sức ép quá mạnh từ chiếc đầu lâu khiến cho hai tay A Toán đập thẳng vào ngực, rồi ngã nhào ra mặt đất. Vừa mới đứng dậy thì cái đầu lâu lại một lần nữa biến mất. A Toán lúc này tức giận, lấy trong tay ra 5 lá bùa đặt xuống mặt đất theo phương vị ngũ hành. Sau đó đứng vào trong giữa 5 lá bùa, miệng lẩm bẩm. Ngay lập tức 5 lá bùa phát sáng, tạo ra một luồng pháp lực mờ ảo bao bọc xung quanh. A Toán vốn không thể sử dụng đạo thuật, nhưng mấy thứ bùa chú A Toán lại vô cùng thông thạo. Có thể nói A Toán chính là có căn cơ của một thầy pháp, chứ không phải là pháp sư, giống như thầy Kiều và Thanh Lam. Khẽ mỉm cười, A Toán nhìn ra xung quanh như chờ đợi. Chỉ một lát sau, cái đầu lâu lại bay đến, nhưng khi vừa chạm với luồng pháp lực của ngũ hành thì đột nhiên dừng lại, chỉ chờ đợi như vậy. A Toán lập tức vung tay, cây gậy hung hãn vỗ thẳng vào cái đầu lâu, khiến nó bắn ngừng ra xa, xít lên một tiếng thê thảm rồi vụt mất trong màn đêm. Thật không ngờ ngươi lại là một thầy pháp lợi hại như vậy. Lâu nay ta cứ ngỡ ngươi chỉ là một tên thầy cúng dởm chuyên lừa gạt người ta. Ở phía bụi cây đang có một thân ảnh trùm kín đầu bước ra, giọng nói có vẻ chưa được thành thạo, giống như là người nước ngoài mới học tiếng Việt Nam. A Toán cái nhíu mày, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn vào đối phương, miệng cắt nhẹ. Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta chứ? Ta không muốn dài dòng với những người sắp chết. Khi nào xuống địa ngục, người tự khắc sẽ biết ta là ai. Lời nói vừa dứt, gã trùm đầu đã vung cây gậy trước đầm, thân pháp đầm về phía của A Toán. Một tiếng rầm vang lên, cây gậy đầu lâu hung hãn vỗ trần xuống đất, để lại một vết đóm in sâu. A Toán xoay người né tránh đường đòn công kích, thì thuận thế vung tay vỗ mạnh cây gậy vào lưng của gã trùm đầu, làm cho gã mất đà ngã rúi rụi. Ngay sau đó gã lại bật dậy, liên tiếp tung ra những đòn hung hãn, khiến A Toán liên tục lùi lại. Mặt đất đã lỗ chỗ những vết gậy đầu lâu. Quả nhiên là những cú đánh ra của gã trùm đầu là vô cùng uy lực. Biết là không thể trực tiếp đón đỡ, A Toán lợi dụng thân pháp búa máy quay cuồng, làm cho gã trùm đầu vô cùng mất sức. Sau nhiều đòn công kích không làm gì được, gã ta tức giận chống mạnh cây gậy đầu lâu xuống đất, miệng lẩm bẩm: Ajinomoto dâm bông nhanh ra cổ. Lập tức khói đen ngưng tụ hình thành một cái đầu lâu bằng pháp lực, hung hãn cuốn theo cát bụi lao về phía của A Toán. Khi giận mình, A Toán vội lấy ra một lá bùa, cắn một giọt máu phun lên đó, rồi ném ra lá bùa về phía trước, miệng lẩm bẩm: Âm tạo địa phủ nhất chi tôn, xa tay diệt ác bất dung tình, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Thần chú vừa dứt thì lá bùa trước mặt của A Toán liền biến to, hóa thành một tấm lệnh bài màu vàng chói lóa, trên đó còn có cả ấn ký của âm tào địa phủ, mang ý nghĩa chữ ma diệt quỷ.
Dòng chữ máu trên lệnh bài như là mang theo một luồng pháp lực khủng khiếp. Nó uốn lượn xung quanh cái lệnh bài tạo ra một sức ép vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cái đầu lâu hung hãn nào tới về vặn vẹo. Chỉ một lát sau cái đầu đã nứt toác, rồi vỡ thành từng mảnh. Dư chấn khủng khiếp khiến cho gã chùm đầu bắn ngược ra xa, hét lên một tiếng rồi mất dạng. A Tón bên này cũng thụ thương không nhẹ, cơ thể của hắn đang run lên cầm cập. Máu mồm máu mũi cũng bắt đầu rỉ ra. Chỉ sau mấy hơi thở, A Tón đã khuỵu xuống, mặt mày tái mét. Ở trên mỏng cốc đảo, thầy Kiều cùng Thanh Lam đang vô cùng lo lắng. Thầy để con xuống đó xem A Tón đã về chưa. Giờ này cũng muộn rồi, con sợ chàng sẽ gặp chuyện mất. Thầy Kiều trầm ngâm một lát sau đó mỉm cười gật đầu. Thanh Lam đang toan dạo bước đi ra bên ngoài cửa, A Tón đã khệnh khạng đi vào. A Tón, chàng làm sao thế này? Vừa nhìn thấy A Tón, Thanh Lam đang vội vã chạy ra. Thầy Kiều thấy A Tón gặp chuyện thì cũng vội vàng. Nó đang bị thương khá nặng, mau đưa nó vào trong nhà đi. Sau khi được thầy Kiều sử dụng dược liệu trị thương, A Tón cũng dần dần khỏe lại. Chuyện này là sao? Vừa rồi con đã sử dụng đến pháp lực, phải chăng là có kẻ nào đó đã tập kích? Nghe thấy sư phụ nói, A Tón gượng dậy miệng nhẹ nhàng. Bên dưới nhị ma thôn đã có án mạng, rất nhiều người đã chết. Hơn nữa vết thương của họ lại vô cùng kỳ lạ. Vừa rồi khi về đến sườn núi, con gặp phải một pháp sư rất mạnh, có vẻ như hắn đã gây ra chuyện này. Trời đất ơi, tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Yêu ma quỷ quái trên núi chẳng phải thầy trò ta đã diệt hết, tại sao lại có pháp sư xuất hiện nơi đây? Thầy Kiều nhíu mày. Nếu mà giết hại số lượng người lớn như vậy chắc chắn có mục đích. Tuy nhiên thầy cho ta ngày mai xuống đó xem thử một chuyến. Vừa rồi A Tón đã kinh động đến hắn ta, ta nghĩ đêm nay sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại. Sáng hôm sau bầu trời vẫn còn tờ mờ, thầy Kiều cùng hai học trò đang vội vàng xuống bên dưới nhị mã thôn. Tuy nhiên một cảnh tượng hãi hùng xảy ra, khiến cả ba thầy trò phải xây sầm mặt mày. Trước mặt của họ trên mỗi chỗ cổng đều có xác chết treo cổ lủng lẳng. Bằng một sợi dây thừng, người nhà thì quỳ mọp bên dưới khóc lóc mà không ai dám tiến lại cái xác xuống. Bởi ở trên mặt đất ngay dưới cái xác có mấy dòng chữ máu ngoạch ngoạc. Ai hạ xác xuống, cả nhà phải chết. Thầy Kiều khắc cúi đầu chắp tay niệm Phật hiệu, sau đó tiến lại phía cái cổng. Toàn lên tiếng trấn an mọi người thì từ bên trong cổng mấy người đã cầm gậy gộc kéo ra. Mấy người hãy cút đi, chứ các người đang hại chết chồng của ta. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi lầm lầm quần rào đi rừng, chỉ mặn ba thầy trò quát lớn. Có bất ngờ với thái độ của mọi người, Thanh Lam vội lên tiếng. Kìa mọi người làm sao vậy? Chúng tôi xuống đây để giúp, làm ơn hãy nói rõ mọi chuyện được chứ? Đám người nghe vậy càng trở nên điên cuồng, liên tục dùng dao dọn nạt chửi bới ba thầy trò. Biết là không thể khuyên can, thầy Kiều bỏ hai học trò tiến vào bên trong thôn để xem xét. Quả nhiên cảnh tượng bên trong thôn đều như vậy. Trên cổng của mỗi gia đình đều có một xác chết treo đùng đằng. Mấy gia đình có người chết ngày hôm qua thì vô cùng thê thảm. Cái quan tài vẫn nằm trơ trọi giữa nhà mà chẳng ai dám đem đi chôn. Thầy Kiều muốn khuyên can mọi người nhưng mà lực bất tòng tâm. Vừa tiến đến cái quán thịt chó ven đường, cả ba thầy trò phải bùn rùn chân tay. Cây móc sắt hôm qua còn neo thịt chó mà bây giờ đã xuyên thủng mồm của Phương Cầy, treo lủng lẳng trước cửa quán, một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trời đất ơi, tại sao lại vậy chứ? Thanh Lam sợ hãi hai chân đào đào. A Tón đón đỡ lấy cô, sau đó cùng thầy Kiều hạ xác của Phương Cầy xuống. Đúng như lời của con nói, quả nhiên là không còn linh hồn, chắc chắn có một thế lực nào đó đã ra tay bắt giữ. Thầy Kiều vừa xem qua cái xác đã vội vàng khẳng định. Thanh Lam nghe vậy thì lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu mọi người trong thôn cứ như vậy e là thầy trò ta sẽ gặp khó. Thầy Kiều trầm ngâm một lát rồi sau đó giật mình. Vừa rồi gia đình nhà kia nói chúng ta hại chết mọi người. Các con thử nghĩ xem liệu có phải bọn chúng đã nhắm đến chúng ta? Còn có nghe nói kẻ lạ mặt kia đã từng theo dõi thầy trò ta. Tuy nhiên hắn lại khá bất ngờ khi phát hiện ra con là một thầy pháp. Thanh Lam nghe A Tón nói thì hai mắt sáng lên. Vì có nghĩa là kế hoạch này đã được âm mưu từ trước, có vẻ như bọn chúng không muốn có sự tồn tại của thể pháp nơi đây. Nếu đúng như lời của Thanh Lam nói, thì ta tin chắc kẻ làm mặt kia sớm tìm đến A Tón. Ý của thầy là hắn đang nhắm vào A Tón sao? Không phải là nhắm vào A Tón, mà theo như thầy nghĩ vì hôm qua,
Hà Toán đã để lộ thân phận. Kẻ lạ mặt kia lo ngại âm mưu của hắn bị phá hỏng, cho nên đã giết hại mọi người trong thôn và cảnh báo người dân một điều gì đó liên quan đến những người làm thầy pháp hoặc là pháp sư như chúng ta. Mục đích chính là để đuổi chúng ta đi. Như vậy có nghĩa là nếu A Toán không rời đi thì sớm muộn kẻ làm mặt kia cũng tìm đến. Thầy Kiều lúc này khẽ mỉm cười. Đúng là như vậy. Hắn ta đã theo dõi thầy cho ta từ lâu. Tuy nhiên ngoài bốc thuốc cắm bệnh, chúng ta lại không để lộ ra đạo thuật. Hiện tại bọn hắn mới chỉ phát hiện ra một mình A Toán. Đây cũng là một cơ hội để cho thầy cho ta hành động. Ngưng lại giọng nói, thầy Kiều đăm chiêu suy nghĩ thêm một lát rồi nhẹ giọng. Hiện tại ta sẽ cùng A Toán trở về Mộng Cốc Đảo chờ đợi. Rất có thể đêm nay hắn sẽ tìm tới tận nơi để diệt trừ A Toán. Còn con hãy cẩn thận ở lại trong thôn. Nếu như hắn không tìm tới A Toán mà quay lại sát hại dân thôn, thì con hãy ra tay ngăn cản, nhất là phải bảo vệ mình trước tiên. Thanh Lam nghe vậy thì vội vàng. Như vậy liệu có nguy hiểm không thầy? A Toán thấy Thanh Lam lo lắng thì trấn an. Nàng cứ yên tâm, hắn ta pháp lực tuy có cao, nhưng mà để đấu lại sư phụ thì còn kém xa. Ta còn lo cho nàng hơn đó. Thanh Lam nghe A Toán nói vậy thì ngượng ngùng. Thôi bớt xu nịnh đi, hai thầy trò nhớ phải cẩn thận đó. Thầy Kiều mỉm cười, sau đó thuê mấy gã lông bông trong thôn chôn cất cho phương cầy. Mấy gã này tuy sợ chết nhưng thấy tiền là mắt sáng lên, vội vàng đi làm ngay. Đêm hôm đó đúng như dự liệu của thầy Kiều, hai thầy trò đang say giấc thì bên ngoài những tiếng cười kinh dị liên tục phát ra. Kèm theo đó là một thứ không khí vô cùng lạnh lẽo xộc thẳng vào trong nhà. Thầy Kiều nhắm mắt cảm nhận một chút rồi giật mình. Đây là một trận pháp giam cầm rất mạnh, với pháp lực của con em là không thể phá bỏ. Hắn ta pháp lực thực sự không phải là tầm thường. Hôm qua có lẽ hắn đã nương tay với con, nếu không với thực lực như vậy, hắn ta dư sức có thể giữ chân con ở lại. A Toán khẽ nhíu mày. Quả nhiên sức ép của pháp lực tỏa ra là vô cùng mạnh mẽ, liệu có phải là hắn ta không thay? Ý con là sao hắn vẫn còn có những người khác? Điều này con không dám chắc. Tiếng cười kinh dị ngoài kia thực chất là của hắn. Tuy nhiên pháp lực tàn phát thì lại vô cùng khác biệt. Khẽ thở dài, thầy Kiều liền nhẹ giọng. Có thể hắn đã sử dụng một loại cấm thuật nào đó cũng nên. Trước mắt ta sẽ tạm thời ẩn thân, chờ đợi cơ hội tốt ta sẽ ra tay bắt giữ hắn. A Toán gật đầu vâng dạ, sau đó đứng dậy mở cửa tiến ra bên ngoài. Đã đến tận nhà của ta thế này, tại sao không lộ diện chứ? Lời nói vừa dứt thì từ phía cổng có một thân ảnh áo đen trùm kín đầu đang từ từ tiến lại. Bóng tối mịt mù khiến cho khuôn mặt của gã trở nên vô cùng thần bí. A Toán lúc này khẽ mỉm cười. Không biết huynh đệ hôm nay đến đây có mục đích gì? Gã trùm đầu cười lên man dại, sau đó nhẹ giọng. Mục đích gì sao? Rất đơn giản. Hôm qua ta chưa giết được ngươi, cho nên hôm nay tới để thực hiện lại. A Toán nghe vậy thì cười lên sặc sụa. Ngươi cũng gan quá nhỉ, dám đến nhà của người ta. Ngươi không sợ là hôm nay có đến mà không có về hay sao? Ngầm cuồng, nếu như ta không chắc chắn thì đâu dám đứng trước mặt ngươi mà dài dòng chứ. Ồ, thì ra là như vậy. Ta quên không nói cho ngươi biết là A Toán rất thích đánh tụt lò xo đít của kẻ thù. Ta khuyên ngươi nên cẩn thận đó. Khốn kiếp. Có vẻ như lời nói của A Toán khiến cho gã trùm đầu tức giận. Ngay lập tức gã ta chấp động thân ảnh, bay vụt lên trụ cầm, rồi đưa cây gậy đầu lâu chỉ về phía A Toán. Bất ngờ mặt đất dưới chân của A Toán rung lắc dữ dội. Ngay sau đó ba cây đầu lâu trắng từ dưới đất lao lên. Bọn chúng đứng quanh người của A Toán phát ra tiếng cười kinh dị, như muốn đánh nát đi thính giác của người nghe. A Toán đau đớn từ hai tay lên bịt tai, máu mồm máu mũi bất giác chảy ra thành dòng. Thầy Kiều bên trong nhà khiếp sợ, đang toan ra tay thì A Toán đã hét lên một tiếng rồi ném ra hai lá bùa miệng đọc chú. Âm tào địa phủ nhất chi tôn, ra tay diệt ác bất dung tình, âm dương nhị khí tu hợp nhất, ngũ hành mộc hỏa xuất lực công. Lời nói vừa dứt thì lá bùa đột nhiên bốc cháy, phóng ra hai ngọn lửa một đỏ một xanh. Sau đó chúng quấn lấy nhau hình thành một cơn lốc xoáy bằng hỏa diệm, đánh bật ba cái đầu lâu ra bên ngoài. Sau đó theo hiệu lệnh của A Toán, hồng ngãn lao về phía của gã trùm đầu. Khẽ giật mình, gã ta vội ném cây gậy ra trước mặt. Ngay lập tức cây gậy tròn tạo thành một lớp khiên bảo hộ trước mặt của gã. Một tiếng rầm vang lên,
Cơn lốc xoáy bằng hỏa diệm va chạm với khiên chắn, tạo ra một sức ép khủng khiếp, khiến cả hai người bị hất văng về hai phía. Cái chùm đầu vừa vực dậy được ta chớp động thân ảnh, lao vụn qua bức tường, sau đó nhặt lấy cây gậy đầu lâu bổ xuống đầu của A Tón. Đang lồm cồm bỏ dậy, một tiếng rầm vang lên, A Tón vừa kịp lấy ra cây gậy pháp, kịp thời đón đỡ. Lưng va đập quá mạnh khiến A Tón bắn ngược lại đằng sau. Hai tay cầm cây gậy khẽ run lên, miệng phun ra một ngụm máu. Nhóc con, gân cốt của ngươi quả thật là cứng cáp, để ta xem ngươi còn đứng vững được đến bao giờ. Lời nói vừa dứt, gã ta cắn ra một ngụm máu phun vào cây gậy, sau đó miệng lẩm nhẩm. Ngay lập tức khói đen ngưng tụ, hình thành một con cự quỷ lông vàng. Nhìn qua thì giống như một con chó sói. Nó nhe hàm răng sắc nhọn nhảy chồm về phía của A Tón. Khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, A Tón lắc đầu ngán ngẩm. Con cự quỷ lông vàng đang chuẩn bị bổ xuống đầu của A Tón thì một bàn tay vật khổng lồ tỏa ánh kim quang từ trong nhà rẽ đất lao ra. Sức ép khủng khiếp khiến toàn thân của con quỷ vặn vẹo, sau đó thì vỡ nát. Một tiếng rầm vang lên, bàn tay của vật hung hãn lao ra đánh thẳng vào ngực của gã chùm đầu, khiến cho gã bắn ngược ra xa, ngã nhào xuống mặt đất. Quần áo trên thân rách tả tơi, máu mũi máu mồm chảy ra thành dòng. Không để cho gã kịp định thần, thầy Kiều từ trong nhà chớp động thân pháp lao vụt ra, đang chuẩn bị vung tay tóm lấy gã chùm đầu thì một luồng kiếm khí sức mạnh khủng khiếp từ bên ngoài chém tới, khiến cho thầy Kiều giật mình vội bay người sang một bên để tránh né. Một tiếng rầm vang lên, trước mặt của thầy Kiều xuất hiện một vết chém sâu hoắm, làm cho khói bụi bay đi mù mịt. Vừa kịp định thần thì hai bóng đen đã lao vụt ra ngoài cổng. Ta đứng dậy đuổi theo thì trận pháp giam cầm đã kích hoạt. Ngay lập tức gần chục bóng ảnh hiện ra, trên thân là một bộ quần áo đen sì, trùm kín mít chỉ lộ ra hai con mắt, tay còn cầm theo một thanh kiếm sắc nhọn mang luồng sát khí khủng khiếp. Cái quái gì vậy thầy, ma ninja sao hả? Khẽ lắc đầu, thì Kiều sẽ nhẹ giọng. Ta cũng không rõ, nhìn bọn chúng thì đúng thật là ninja Nhật Bản. Lần đầu tiên ta trông thấy cảnh tượng này. A Tón khẽ mỉm cười, ánh mắt có phần khoái chí. Sư phụ để con thử mấy chiêu, xem ma Nhật Bản với quỷ Việt Nam loại nào lợi hại hơn. Thầy Kiều lắc đầu ngắn ngầm toan lên tiếng, thì A Tón cầm cây gậy lao vụt đi. Mấy đường vèo vèo liên tục vang lên, A Tón sử dụng cây pháp đánh ra những đường quyền vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên cây gậy pháp cứ chuẩn bị đập trúng một con ma thì bóng ảnh đó lại biến mất, rồi hiện ra ở phía khác đánh tới. Một tiếng rầm vang lên, A Tón vừa xoay người né tránh được một đòn kiếm khí vụt qua cổ họng, thì đã bị một thân ảnh khác đánh bật ra ngoài. Còn chưa kịp định thần thì mấy thân ảnh khác lại vung kiếm chém tới. Quá khiếp sợ, A Tón ném ra một lá bùa ngăn cản đòn công kích, sau đó lộn người về phía của thầy Kiều. Bọn này là chơi bẩn lắm đấy nha, con nhường thầy. Khẽ mỉm cười, thầy Kiều lấy ra một chuỗi tràng hạt ném mạnh về phía trước. Ngay lập tức chuỗi hạt phóng to, tỏa ra một luồng vật lực mạnh mẽ, thiêu đốt mấy bóng ảnh đằng nào tới. Mấy tiếng rít kia sợ vang lên, thân ảnh của bọn chúng liên tục tỏa ra khói đen, chỉ một lát sau thì từ từ tan biến. Ở bên dưới nhị mã thôn lúc này, người dân vẫn vô cùng hoang mang, không có một ai dám đứng ra hạ xác chết xuống, mặc cho ruồi nhặng đã bu đầy. Mấy người phụ nữ mất chồng mất con, mặt mày phờ phạc gào khóc khàn cả cổ, nhưng cũng chẳng dám đứng ra. Thành Lam đang thập thò gần đó nhìn thấy cảnh tượng quá thảm thương thì tiếp tục đi ra cố gắng khuyên can, nhưng mà tuyệt chẳng thấy gia đình nào dám mạo hiểm. Khẽ thở dài, toan định quay đi thì một người phụ nữ lên tiếng, giọng nói có phần mệt mỏi. Cô hãy giúp tôi hạ xác anh ấy xuống. Thanh Lam giật mình quay lại, phía đó đang là một cô gái chừng hơn 20, quỳ mọp trước xác của một người đàn ông ngang tuổi, đang treo lủng lẳng trên cái cổng gỗ. Mặt mày tím tái, hai mắt vẫn trợn tròn, có vẻ như gia đình nhà này chỉ có hai vợ chồng, cho nên bên dưới không còn ai ngoài cô gái. Khi tiến lại, Thanh Lam liền nhẹ giọng, chị không sợ sao? Cô gái nhoèn miệng cười, tôi chỉ có mỗi mình anh ấy là người thân,
Bây giờ anh ấy chết rồi, thì cái xác tôi cũng không dám động vào. Thử hỏi như vậy tôi sống để làm gì? Cho dù có phải chết tôi cũng muốn được chết cùng anh ấy. Cô làm ơn hạ xác anh ấy xuống giúp tôi. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, hãy giúp tôi được chôn chung với anh ấy. Lời nói như xoáy sâu vào tâm trí của mấy nhà dân gần đó, khiến cho mấy người phụ nữ quanh đây khóc lên thảm thiết, muốn lao ra ôm lấy cái xác của chồng của con, nhưng mà đều bị người nhà ngăn cản. Khẽ thở dài, Thanh Lam cùng cười phụ nữ tiến lại xác chết rồi từ từ hạ xuống. Mọi người xung quanh ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Cái xác vừa được đặt xuống thì một cơn gió lạnh toát thổi qua, cây cối xung quanh rung lắc dữ dội, cộng với đó là một nụ cười quái dị văng vẳng bên tai. Ở trên đỉnh của một ngọn cây, cái đầu chọc lóc chỉ còn vài sợi tóc lởm chởm thò ra. Nó nhe hàm răng để máu rộng đến mang tai, cửa lên khanh khách, nhất thời khiến cho tất cả mọi người có mặt quanh đây đều phải thất kinh hồn phách. Mấy người phụ nữ yếu vía thì ngất ngay tại chỗ, những người khác thì mặc dù bình tĩnh hơn nhưng cũng phải buồn rùn cả chân tay, chẳng thể chạy được. Cái đầu quái dị vừa thò ra khỏi ngọn cây đã vươn cái cổ dài hoàng đến trước mặt cô gái vừa hạ xác. Quá khiếp sợ, cô gái toàn thân mềm nhũn, vội nếp lại núp sau lưng của Thanh Lam. Nhìn vẻ mặt bình thản của Thanh Lam, cái đầu quái dị khẽ nhíu mày, sau đó thè ra cái lưỡi dài bằng cả găng tay để dọa nạt. Một tiếng bùm vang lên, Thanh Lam vừa vung tay vận chuyển luồng pháp lực vỗ thẳng vào cái đầu quái dị kia, khiến cho nó hét lên một tiếng thất thanh rồi rụt cổ biến mất. Ngay sau đó, một luồng sát khí hùng mãnh bổ xuống đầu của Thanh Lam. Khẽ giật mình, Thanh Lam vội lấy ra cây quạt pháp, xoay người đón đỡ công kích. Một tiếng rầm vang lên, đòn kiếm khí vừa chém tới đã bị cây quạt pháp ngăn cản. Sức mạnh quá mạnh khiến cho bóng đen vừa bị đẩy lùi, Thanh Lam hai chân cũng lảo đảo. Người là ai? Tại sao lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Thanh Lam vừa định thần vội lên tiếng hỏi. Bóng đen cười lên khúc khích, sau đó cũng đáp lời, giọng nói vặn vẹo hơi khó nghe nhưng Thanh Lam vẫn có thể hiểu được. Sắp chết rồi mà vẫn còn nhiều lời sao hả? Xin giới thiệu với cô, ta là Muto, một thuật sư người Nhật Bản. Chỉ vài ngày nữa thôi nơi đây sẽ không còn một ai sống sót. Đã đủ để cho cô ra đi thanh thản hay chứ? Xuống địa ngục chớ đừng có uống canh mạnh bà, cả lại không nhớ ra ta là ai mà trả thù. Thanh Lam khẽ cười, đúng là đàn bà thì thích khoe khoang, hôm nay để ta xem ai mới là người phải xuống địa ngục. Lời nói vừa dứt, Thanh Lam đã vũ động thân pháp tung ra những đường quyền uy lực đánh về phía của Muto. Luồng linh đựng trên chiếc quạt pháp va chạm mạnh với những đoạn kiếm khí sắc lẹm, khiến nhất thời không khí xung quanh phải vặn vẹo. Những đường kiếm mà Muto đánh ra vô cùng nhanh, lại uốn lượn như là rắn, khiến cho Thanh Lam vô cùng vất vả. Khẽ lộn người tránh né được một đoạn kiếm khí chém ngang qua mặt, Thanh Lam thuận thế vũ động quạt pháp đánh ra một đạo ánh sáng hình nửa vầng trăng. Đoạn công kích quá nhanh khiến cho Muto không kịp trở tay, ngã nháo nhào ra mặt đất, trên khóe miệng rỉ ra một chút máu. Quá tức giận, á tan liền hét lên một tiếng. Cái đầu quái dị một lần nữa lao ra, nó thè cái lưỡi dài đến cả vài mét liên tục tấn công về phía Thanh Lam. Như nhận thấy cơ hội, Muto vội chớp động thân ảnh bay người lên không trung rồi chém xuống một đoạn kiếm ảnh vô cùng khủng khiếp. Nhìn thấy đối phương muốn ra đòn kết liễu, Thanh Lam cắn ra một chút máu phun lên cây quạt, miệng lẩm bẩm: Nhất dương thiếu đế tiên du tại, nhị khúc thần minh hạ thế phàm, tinh thịnh ngũ đại thần thú chủ tước xuất quan diệt tà. Lời nói vừa dứt, xung quanh của Thanh Lam tỏa ra ánh sáng vàng kim. Ngay sau đó, một con phượng hoàng thừng thững hiện ra. Nó rít lên một tiếng khiến cho khói bụi bay lên mù mịt. Sức ép quá khủng khiếp khiến cho quần áo của Muto bay lên vần vật. Hai mắt của ai trừng trừng như không thể tin được. Một tiếng rầm vang lên, con phượng hoàng vừa phóng ra một luồng sức mạnh đánh nát đạo kiếm khí đang chém xuống. Muto bắn ngược ra xa, miệng không ngừng phun ra máu. Con ma cổ dài cũng bị luồng pháp lực thiêu đốt, khiến cho nó thét lên thê thảm rồi rụt cổ chạy mất. Nhìn thấy đối phương quá mạnh, Muto sợ hãi lao người bỏ chạy.
Thanh Lam toàn lao theo thì đã bị cô gái kia ôm chặt lấy chân, miệng run rẩy. Cô đừng đi, tôi sợ lắm. Mọi người ở mấy nhà xung quanh cũng đã chạy lại. Mấy người cũng đều kêu khóc nhờ Thanh Lam hạ giúp xác trong nhà xuống. Sau khi Thanh Lam đứng ra giải thích, mọi người cũng bớt sợ, vội vã tiến ra hạ cái xác nhà mình xuống. Chỉ một lát sau, toàn sơn thôn đã hạ hết tất cả cái xác được treo trước cầm, sẽ tiến hành chôn cất. Công việc số lượng người chết quá lớn, quan tài ở đây không đủ, cho nên một số nhà chỉ cuốn tạm cái chiếu hoặc là miếng vải rồi đem đi chôn. Thầy Kiều và A Tón sau khi biết kẻ làm mặt kia có thêm đồng bọn thì lúc này cũng lo lắng cho Thanh Lam, vội vàng quay lại nhị mã thôn ngay trong đêm để hội họp. Có nói bọn họ thật sự là người Nhật sao? Thanh Lam gật đầu xác nhận. A Tón nghe vậy thì cũng lên tiếng. Đúng như thầy trò ta suy đoán, lúc quỷ ảnh ban nãy đích thị là ninja Nhật Bản. Hơn 10 năm nay tăng hành đạo giúp đời, giết không biết bao nhiêu là kẻ độc ác. Lần đầu tiên ta thấy thuật sư của người Nhật lại sang tận Việt Nam để hại người, e là chuyện này thầy trò ta phải vất vả. Còn nghĩ đã là ma quỷ thì giống nhau cả thôi, không phải vừa rồi cũng dễ dàng đối phó bọn chúng hay sao? Khẽ thở dài, thầy Kiều đáp lời. Không phải là ta lo lắng về chuyện đó, mà bây giờ bọn chúng cả trong tối ta lại ngoài sáng. Hơn nữa trong ngọn núi xa mù lại có đến năm sơn thôn. Hôm nay thầy cho ta giúp được ở đây, nhưng mà những sơn thôn khác liệu có nguy hiểm, chỉ mong là những thứ bọn chúng cần chỉ có ở nơi đây, nếu không thực sự là thảm cảnh rồi. Thanh Lam nghe vậy thì lo lắng. Thầy nói con mới nhớ, vừa rồi à còn nói chỉ vài ngày nữa thôi, tất cả người nơi đây đều phải chết. Liệu có phải à đang nói đến toàn bộ ngọn núi này không? A Toán cũng liền vội vàng. Nếu đúng như vậy thì e là sơn thôn khác cũng vô cùng thê thảm. A Toán nói đúng đó thầy. Thầy mau nghĩ cách đi. Con sợ vì sự xuất hiện của thầy cho ta ở đây, những sơn thôn khác sẽ vô cùng nguy hiểm. Thầy Kiều trầm ngâm một lát rồi thở dài. Thời gian quá là cấp bách. E là ta phải trở thành một thầy bùa độc ác. Ý của thầy là sao? Thanh Lam nghe thầy nói như vậy thì giật mình. Thầy Kiều mỉm cười nói cho hai học trò nghe về dự định của mình. Vừa nghe xong, Thanh Lam đang vội phản đối. Như vậy không được đâu thầy. Thầy Kiều mỉm cười nhìn hai học trò, sau đó thì nhẹ giọng. Ta đã sống đến từng này tuổi cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Hạnh phúc cuối đời chính là được hai học trò tài giỏi như các con. Nếu bây giờ ta làm ngơ để cho toàn sơn thôn bị thảm sát, thì e là kinh nghiệp còn nặng hơn. Bản thân của mình chịu một thiệt thòi để cứu giúp toàn sơn thôn, thầy nghĩ cái giá này cũng không quá đắt. Thế nhưng mà không có nhân nhị gì cả, hai con mau đi xin mỗi nhà một chút cho hương cho thầy, sau đó đem về nhà của Phương cầy cho ta. Biết là không thể còn cách nào khác, Thanh Lam cùng A Tón rời đi. Lúc này sâu bên trong rừng, ba bóng đen đang vô cùng tức giận. Cậu nói là đã tìm hiểu kỹ, sợ lại chui đâu ra cái gã thể pháp cùng hai pháp sư vô cùng mạnh. Cô Tô tức giận chỉ vào mặt của gã thanh niên Ti Tô mà gằn giọng. Mô Tô thấy vậy thì vội lên tiếng căn ngăn. Kệ cha, có thấy mọi chuyện cũng đâu quá phức tạp, cha cứ xuất thủ tiêu diệt bọn chúng là xong, việc gì cần phải lo lắng chứ. Con nghĩ là bọn họ dễ đối phó như vậy sao? Ta đã giao thủ qua với lão già đó, pháp lực của ông ta không hề tầm thường, đạo thuật là vô cùng cao siêu. Vậy ngài hãy để tôi ra tay tiêu diệt tất cả mấy sơn thôn quanh đây, lấy đủ số lượng 300 linh hồn, sau đó sẽ hồi sinh quỷ đế samurai, rồi tìm đến bọn chúng để rửa hận. Tàn sát một số lượng lớn như vậy, ta sợ sẽ kinh động đến thiên địa, lúc đó thì đại sự của ta cũng sẽ hỏng hết. Chầm ngâm một lát, lão Cù Tô lại tiếp lời. Tạm thời cậu cùng với Mu Tô cứ nghỉ ngơi trị thương, chúng ta án binh bất động mấy hôm để bọn chúng không làm gắt. Mấy hôm nữa ta sẽ sử dụng tà thuật để dụ dỗ đám dân thôn ở ba thôn bên này tới đây. Khi đó chúng ta có thể lập tức hồi sinh quỷ đế. Cũng chỉ còn cách này, chúng ta không thể dây dưa thêm được nữa, càng để lâu chúng ta càng bị phát hiện. Nếu như làm như vậy chẳng phải sẽ kinh động đến thiên địa của cha sao? Mô Tô lúc này lên tiếng, Cô Tô cũng khẽ mỉm cười.
Còn yên tâm, khi đó chẳng phải quỷ đế đã hồi sinh, lúc đó chúng ta cần gì phải sợ. Nói đoạn lão ta liền cười lên man dại. Sáng ngày hôm sau, khi lo toan giúp đỡ cho mọi người ở bên nhị mã thôn, thì Kiều cùng hai học trò vội vàng tiến sang nhất mã thôn. Đúng như mọi người đã lo lắng, cảnh tượng bên đây cũng vô cùng tiêu điều. Nhà nào nhà nấy cũng đều khói hương nghi ngút, tiếng khóc nghe náo lòng vô cùng thê lương. Phải đến gần sáng ngày hôm sau, ba thầy trò mới đi đến được nơi cuối cùng là ngũ mã thôn. Cảnh tượng ảm đạm nơi đây cùng các thôn còn lại khiến cho ba thầy trò phải xây sầm mặt mày. Tính qua cả năm thôn cũng phải đến gần trăm mạng người phải chết. Thảm khốc nhất vẫn là nhị mã thôn, chỉ trong hai đêm đã mất đi hơn 40 mạng người. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Suốt chặng đường thầy trò ta đi vẫn không hề gặp được bọn chúng hay bất cứ một dấu vết gì. Thanh Lam mệt mỏi lên tiếng. A Toán nghe vậy thì cũng lo lắng. Liệu những thôn mà chúng ta vừa đi qua có xảy ra chuyện gì nữa không? Nếu như thầy trò của ta cứ chạy lòng vòng như vậy, chẳng phải cũng chỉ vô ích thôi sao? A Toán chẳng mệt quá lại hồ đồ rồi sao? Chẳng quên là hơn một ngày nay, ngoài việc đi xem xét sự tình, chúng ta còn làm thêm gì nữa hay sao? A Toán vỗ trán tỏ vẻ mệt mỏi, sau đó cười cười. Ta quên mất. À không, là tại ta lo lắng cho nàng. Thanh Lam hừ nhẹ A Toán, sau đó nhìn sang phía thầy Kiều như chờ đợi. Cơ bản mọi chuyện thì thầy trò ta đã làm xong, tuy nhiên đêm nay ta không thấy có gì lạ. Rất có thể là bọn chúng đã dừng tay. Liệu bọn chúng có thể bỏ đi nơi khác tiếp tục hại người không thầy? Ta nghĩ là không, chắc hẳn nơi đây phải có điều gì đó tốt cho bọn chúng. Chẳng phải người kia đã khẳng định vài ngày nữa tới đây sẽ có chuyện. Ta chắc chắn bọn chúng đang chờ đợi gì đó hoặc sắp xếp lại kế hoạch do có sự xuất hiện của chúng ta. Vậy thầy trò ta cứ chờ đợi trong vô vọng sao? Trầm ngâm suy nghĩ một lát, thầy Kiều chỉ ra kế hoạch tiếp theo cho ngay học trò. Ba ngày sau mọi thứ xung quanh đây vẫn rất bình yên, không hề có chuyện gì xảy ra. Thầy Kiều cùng hai học trò vô cùng lo lắng, không biết có phải bọn chúng đã rời đi hay là kế hoạch của ba thầy trò đã bị bọn chúng phát giác. Đêm hôm đó ở trong mộng cốc đảo, một cái cổ dài ngoằng với cái đầu quái dị đã xuất hiện. Nó luẩn quẩn xung quanh căn nhà gỗ của ba thầy trò. Sau một lúc quan sát thì nó nhe cái mồm rộng đến tận mang tai, nhọn miệng cười rồi từ từ biến mất. Một lúc sau nó lại xuất hiện ở một nơi khác ven sườn núi. Nơi đó còn có ba người khác, đó chính là nhóm của Cu Tô. Sau khi mà nghe được tình báo, biết ba thầy trò thầy Kiều đang ở dưới mộng cốc đảo, lão Cu Tô cười lên khẳng khặc. Thời cơ của chúng ta đã đến rồi, còn hãy đem những thứ này ra giải xung quanh ba thôn gần đây. Nhưng phải thật cẩn thận, tránh kinh động đến đám người kia. Nói đoạn gác Cu Tô lấy ra một thứ bột gì đó màu đỏ như máu, đưa cho hai người Mu Tô và Ti Tô. Khẽ cúi đầu, cả hai người nhặt lấy một túi bột rồi lập tức rời đi. Một lúc sau cả hai người đã quay trở lại, trên môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Lão Cu Tô lúc này cũng đã chuẩn bị xong một đàn lễ, trên đó khói hương nghi ngút, còn có cả xác của năm con vật. Bọn chúng đều bị một sợi dây chỉ đỏ xuyên qua đầu, rồi buộc lại với nhau, lần lượt là cóc, rắn, rết, nhện và cuối cùng là mèo. Đứng trước bãi đất trống, lão ta lấy ra hai lá cờ màu trắng cắm ngay ở bên cạnh đàn lễ, sau đó cắt ra một giọt máu nhỏ xuống bát nước gì đó màu đỏ, có vẻ như là máu của năm con vật kia, rồi tưới lên xác của năm con vật. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, lão quỳ gối xuống đất miệng lẩm bẩm: Ajinomoto dơ bông nhanh ra cổ, Ajinomoto dơ bông nhanh ra cổ. Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Từng cơn gió lạnh toát cứ như từ cõi xa xăm nào đó kéo về, kèm theo đó là những tiếng mà khóc quỷ gào nghe vô cùng đáng sợ. Cái thứ bột ban nãy xảy ra đột nhiên bốc cháy, chúng tạo ra một luồng khói đen đậm đặc bay vào bên trong các ngôi nhà. Chỉ một lát sau, tiếng là ngét inh ngoài cùng với những tiếng cầm rú văng vẳng khắp sơn thôn. Người dân đang say giấc đều bật dậy, lao ra ngoài. Ai nấy hai mắt đều đỏ ngầu nhìn vô cùng đáng sợ. Một lúc sau, người dân ba thôn đã lao đi với tốc độ xé gió.
đứng trước mặt của lão già Cu Tô. Lão ta thấy vậy thì khoái chí cười lên khẳng khặc. Thời điểm yến tế linh hồn đã đến, quỷ đế Samurai sẽ ban sức mạnh cho tất cả mọi người, hãy theo ta lên huyệt đàn hiến tế. Lời nói vừa dứt thì tất cả những người dân đã đổ xô xuống đất. Hai con mắt đỏ ngầu lúc này đã biến mất, thay vào đó là hai con mắt đờ đẫn vô hồn. Lão Cu Tô giật mình quay phắt lại. Chuyện gì thế này? Tại sao tà thuật của ta lại thất bại? Lão ta tức giận lao tới túm lấy một người gần đó xem xét. Ngay sau đó mặt lão biến sắc. Khốn kiếp, lũ dân này đã bị bùa ngải thao túng. Vốn dĩ tà thuật của ta chưa hề có tác dụng. Mô Tô sợ hãi chép miệng rồi lắp bắp. Vậy là sao cha? Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Chắc chắn là lũ người kia lợi dụng đám dân này để tìm đến chúng ta. Tuy nhiên nước xa thì không thể cứu được lửa gần. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy ra tay diệt hết lũ dân này. Nhân quả báo ứng sẽ rơi vào người hạ ngải. Đúng là trời giúp ta. Mô Tô cùng với Ti Tô nghe xong thì vô cùng phấn khích. Bọn chúng cười lên khẳng khặc. Đang toàn tiến lại đám thôn dân thì bất ngờ bắt thân ảnh xuất hiện, trên môi còn nở một nụ cười. Các người nghĩ rằng việc ác mà mình làm ra thiên địa sẽ đứng nhìn. Vừa tiến lại thì Kiều đắt lên tiếng. Lão Mô Tô hai mắt trợn tròn nên là không thể tin được. Phải mất một lúc lão ta mới kịp định thần. Tại sao mấy người lại có thể tới đây nhanh vậy chứ? Chẳng phải các ngươi vẫn ở bên dưới mộng cốc đào? A Tón nghe vậy thì cười khẩy. Đó chỉ là một chút thuật che mắt của ta mà thôi. Vốn dĩ thầy cho ta vẫn chờ đợi ở đây. Đúng là ông trời đã không phụ lòng người. Làm ác sớm muộn gì các ngươi cũng phải gặp quả báo mà thôi. Khốn kiếp, các ngươi làm sao có thể biết được kế hoạch của ta? Thầy Kiều mỉm cười. Thực ra thì không hề biết kế hoạch của các ngươi là gì. Thế bùa ngải mà ta đã cho thôn dân sử dụng nhằm mục đích thao túng có thể giúp họ tránh được tai họa. Đồng thời bọn ta cũng có thể biết được ở đâu đang có chuyện xảy ra. Theo như suy đoán của ta, các người vốn không muốn đụng độ với chúng ta, cho nên đã bảo học trò ở lại bảy trận nhằm che mắt các ngươi. Và dĩ nhiên là nơi thuận lợi nhất cho các ngươi hành động chính là những sơn thôn bên này. Vừa rồi ngay khi tà thuật của ngươi bộc phát, ta đã cảm nhận được và điều khiển thôn dân tránh tỷ tài kiếp. Thuận lợi câu dẫn ngươi ở lại đây một chút, cho thầy cho ta kịp chuẩn bị. Lũ khốn kiếp, dám phá hỏng kế hoạch của ta, vậy thì tất cả các ngươi chỉ có con đường chết. Lời nói vừa dứt, lão ta lấy ra hai lá cờ màu trắng cắm xuống đất, sau đó miệng lẩm nhẩm đọc chú. Ngay lập tức mấy chủng bóng quỷ trắng thoát hiện ra, trên tay đều là những thanh kiếm sáng loáng, nhìn như một võ sư Nhật Bản. Chết thật chứ, hết ninja lại đến võ sĩ, nhìn có vẻ không dễ đối phó. A Tón vừa nhìn thấy đám quỷ ảnh thì lo lắng, thầy Kiều lúc này cũng vội vàng lên tiếng. Hai con tạm thời ngăn cản bọn chúng giúp ta, ta phải đem những thôn dân này đi chỗ khác. Thanh Lam cùng A Tón nghe vậy thì cũng không dám chần chừ, vừa lấy ra pháp khí lao lên ngăn cản. Từng đạo pháp lực mạnh mẽ liên tục được Thanh Lam đánh ra, khiến cho mấy bóng quỷ phải kinh hồn bạt phách. A Tón cũng không hề kém cạnh, lợi dụng vào thân pháp nhanh nhẹn của mình, A Tón liên tục múa máy, đánh bay liên tục mấy bóng quỷ. Nhìn thấy số lượng quỷ ảnh lao tới ngày một nhiều, A Tón lấy ra ngay lá bùa miệng lẩm rẩm đọc chú. Ngay lập tức lá bùa phóng to, bay lơ lửng trên không trung, giống như một con rồng đang uốn lượn. Nó liên tục phóng ra luồng pháp lực ngăn cản đường đi của đám quỷ ảnh. Ở bên này thì Kiều đã bắt đầu ngồi xuống, chắp tay miệng niệm chú từng câu Phật hiệu, như những con đom đóm phát sáng cả một khoảng. Chỉ sau một lát, đám thôn dân bật dậy, ai nấy đều vô cùng giận dữ. Mọi người nghe theo hiệu lệnh của thầy Kiều bắt đầu bước từng bước di chuyển. Ở bên kia, Cu Tô phát hiện ra điều lạ, liền ra lệnh cho Mu Tô cùng Ti Tô xông lên. Thầy Kiều đang cố gắng khống chế đám thôn dân thì bất ngờ một luồng sát khí khủng khiếp bổ xuống đầu. Thanh Lam thấy thầy gặp nguy hiểm toan ngăn cản thì một bóng ảnh người phụ nữ cổ dài với bộ váy trắng xuất hiện. Nó phóng ra cái đầu cứng như sắt của mình, liên tục đánh vào những tử huyệt trên người của cô. Nhất thời khiến Thanh Lam không thể ra tay giúp thầy. Bên này A Tón cũng bị Ti Tô ngăn cản. Từng đường quyền mạnh như búa bổ mà gã đánh ra khiến A Tón cũng lực bất tòng tâm.
Thầy Kiều cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng đứng dậy, chắp tay niệm chú. Ngay lập tức một thân tượng Phật A Di Đà tỏa ánh sáng vàng kim thừng thững hiện ra. Nó vung bàn tay khổng lồ đánh bật luồng kiếm khí mà Mu Tô đang chém xuống. Một tiếng rầm vang lên, lực va chạm quá mạnh khiến Mu Tô bắn ngược ra xa, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thầy Kiều bên này vì ngừng điều khiển đám thôn dân đột xuất, khiến cho ngải quật phúng phun ra mấy ngụm máu. Ngã nháo nhào trên mặt đất. Như cảm nhận được sự nguy hiểm của bùa ngải, thầy Kiều thở dài, sau đó dùng chút pháp lực còn lại của mình chắp tay miệng niệm chú. Nhất dương thiên đế tiêu du tài, nhị khúc thần tiên hạ thế trần, Như Lai Phật tổ ra tay chấn, pháp lực vô biên diệt sát thần. Phật hiệu vừa dứt, trên bầu trời tỏa ánh kim quang, một bàn tay Phật lực khổng lồ màu vàng chói lóa xuất hiện. Nó phóng ra một luồng Phật lực mạnh mẽ, khiến cát bụi bay lên mù mịt, cây cối ngả nghiêng. Hướng Mu Tô đang lồm ngồm bỏ dậy mà rẽ mây lao xuống. Một tiếng rầm vang lên, đòn công kích quá bất ngờ khiến Mu Tô chỉ kịp vung tay lên đón đỡ. Sức ép quá khủng khiếp khiến bàn tay của Phật vừa giáng xuống, khiến mặt đất lõm xuống hình một cái hố bằng bàn tay. Ở dưới hố, Mu Tô đất toàn thân dập nát, máu me đầm đìa. Bên này thầy Kiều cũng đã kiệt sức nằm thoi thóp dưới đất. Có vẻ như thứ bùa ngải kia vẫn đang không ngừng cấu xé thầy, khiến mặt mũi thầy lúc tím lúc xanh, nhìn vô cùng thê thảm. Khi thấy thầy Kiều sức đã kiệt, Thành Lam hai mắt đỏ hoe, vội đẩy lui con ma cổ dài, sau đó chắp tay miệng lẩm nhẩm. Ngay lập tức một con phượng hoàng màu vàng xuất hiện, nó tung đôi cánh phóng ra một luồng pháp lực đánh tan đám quỷ ảnh ở gần. Sau đó tiếp tục vung móng vuốt lao về phía con ma cổ dài. Quá khiếp sợ, con ma cổ dài vội vàng xoay tròn cái đầu, phóng ra một luồng linh lực nhằm ngăn cản đòn đánh tới. Tuy nhiên sức mạnh đó là chưa đủ, hai chảo thủ sắc nhọn của phượng hoàng ngay lập tức đánh nát lớp kình lực, sau đó bổ thẳng vào đầu của nó, khiến nó toàn thân vặn vẹo đổ dầm xuống mặt đất. Thanh Lam cũng bị dư chấn đánh ngược ra xa, mặt mày nhăn nhó. Ở bên này, A Tón đang phải vất vả tránh né những đòn sát thủ mà gã Ti Tô đánh ra. Ngay khi vừa lăn mình tránh né được một cú vụt xuống của cây gậy, thì A Tón lại bị cái đầu lâu trắng hiếu bất ngờ công kích, khiến cho A Tón bắn ngược lại ngã nhào xuống đất. Khi nhổ ra một ngụm máu, A Tón lấy ra ba lá bùa miệng niệm chú. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy tạo thành ba luồng khói trắng bay luẩn quẩn xung quanh người của A Tón. Ngay khi cái đầu lâu vừa lao tới liền bị ba luồng khói hợp được công kích. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, cái đầu lâu lập tức vỡ vụn, cây gậy trên tay của gã Ti Tô cũng đột nhiên vỡ nát. Quá tức giận, gã vung quyền lao tới, tuy nhiên với thân thủ của A Tón chỉ với tay không, gã khó có thể làm được gì. A Tón liên tục xoay người, thỉnh thoảng lại lợi dụng sơ hở vung gậy pháp có mạnh vào mông của gã Ti Tô, khiến cho gã liên tục phải hét lên. Ở bên kia, lão Cu Tô thích con gái đã bị thầy Kiều kết liễu thì nổi giận, vừa lấy ra thành kiếm cắt lấy một giọt máu, miệng lẩm nhẩm. Ngay lập tức khói đen ngưng tụ kết thành một đạo kiếm khí khổng lồ, hung hãn lao về phía thầy Kiều. Thanh Lam vừa chạy tới còn chưa kịp hỏi thầy thì luồng sát khí ập tới. Khẽ giật mình, cô vội vàng chắp tay miệng lẩm nhẩm. Ngay lập tức một bàn tay Phật khổng lồ xuất hiện trước mặt cô, rồi rẽ đất quấn theo đất đá lao về phía đảo kiếm khí. Một tiếng rầm vang lên, hai đảo pháp lực va chạm vào nhau lập tức vỡ nát. Sức ép quá mạnh khiến cả hai bay ngược lại về hai phía, trên miệng đều rỉ ra những giọt máu. Còn chưa kịp định thần, gã Cu Tô đã chớp động thân ảnh vung kiếm chém xuống người của Thanh Lam. Quá sợ hãi, cô vội vàng lăn người tránh né. Tuy nhiên vừa mới nhổm dậy, một đường kiếm khác đã chém tới. Đòn đánh quá nhanh, Thanh Lam chỉ kịp nghiêng người tránh né, đừng chỗ yếu hại, khiến cho lưng của cô bị một vết chém khá sâu, máu chảy ra ướt cả áo. Còn chưa thể gượng dậy được, một đường kiếm khác đã bổ xuống đầu. Tiếng bụm vang lên ngay sau khi đường kiếm sắp lấy mạng của Thanh Lam, thì A Tón đã lao ra ôm chầm lấy cổ của lão Cu Tô, khiến cho gã ngã nhào, rơi cả kiếm. Vừa mới định thần, lão ta đã vung tay đánh bật A Tón, sau đó kết thành một ấn đánh mạnh vào ngực của A Tón đang ngơ ngác, khiến cho cậu bị đẩy lùi mấy bước. Còn chưa kịp định thần, cây gậy đầu lâu của gã Ti Tô đã vỗ vào lưng, khiến A Tón cắm đầu xuống đất, toàn thân tê dại, máu mồm máu mũi không ngừng trào ra. Thanh Lam tức giận vội quên đi đau đớn, cầu mình đứng dậy
vung quản pháp chém mạnh ra, một đạo pháp lực lao thẳng về phía của Ti Tu. Đang vung gậy đập xuống người của A Toãn, một tiếng rầm vang lên, công kích có bất ngờ khiến Ti Tu không kịp trở tay. Cứ như vậy bắn ngược trở lại như diều đứt dây, nằm sóng xoài dưới mặt đất. Ở bên kia, lão Cu Tô đã nhặt lên cây kiếm cắt mạnh vào cổ tay, rồi quỳ mòm xuống đất miệng lẩm nhẩm. Ngay lập tức một thân ảnh sumo cười trần đóng bìm xuất hiện. Hắn nướn cái bụng khổng lồ lao nhanh về phía của Thanh Lam. Quá khiếp sợ, Thanh Lam lao vội giọt máu trên miệng rồi chắp tay. Ngay lập tức một thân tượng Phật A-di-đà khổng lồ xuất hiện. Nó vung bàn tay phóng ra một luồng Phật lực, ngăn cản đòn công kích của sumo. Một tiếng rầm vang lên, có vẻ như sức lực của Thanh Lam đã cạn. Thân tượng Phật không đủ sức mạnh lập tức vỡ nát. Thanh Lam bị dư chấn đẩy lùi ra xa, toàn thân run rẩy bất động nằm dưới mặt đất. Ở bên kia, thân ảnh sumo khổng lồ chỉ có thể đẩy lùi mấy bước. Ngay khi vừa định thần, nó tiếp tục theo hiệu lệnh của gã Cu Tô nhắm thầy cừu mà lao tới. A Toãn sợ hãi cố gượng dậy nhưng không được, có vẻ như vết thương vừa rồi khá nặng. A Toãn chỉ biết đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về thầy. Khẽ mỉm cười, thầy Kiều lại nhìn hai học trò, sau đó lấy ra một lá bùa cho vào miệng nuốt xuống, rồi đưa hai bàn tay chỉ lên bầu trời miệng lẩm bẩm: Nhất Phật chi thiên địa, nhị tướng phục quần ma, Như Lai vạn ấn long quy tụ, hiện lộ linh quang hạ thi trần. Phật hiệu vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên biến sắc, hàng trăm thân ảnh tượng Phật A Di Đà từ từ xuất hiện. Ngay sau đó chúng kết lại với nhau tạo thành một con rồng tỏa ánh vàng kim. Nó gầm lên một tiếng long trời lật đất rồi rẽ mây lao xuống. Một tiếng rầm vang lên, thân ảnh của sumo lập tức vỡ nát. Xung kích khủng bố khiến cho lão Cu Tô toàn thân dập nát, đổ rầm xuống mặt đất. Ngay sau đó thì con rồng uốn lượn tỏa ra một luồng vật lực mạnh mẽ, đánh tan tất cả đám quỷ ảnh còn sót lại, rồi từ từ tan biến. Gã Ti Tô vừa rồi cũng bị sức ép đánh văng, toàn thân bê bết máu. Gã tiến lại quỳ dạp xuống trước mặt của lão Cu Tô, rồi nhặt lên thanh kiếm cắt ngang ở cổ tự sát. Ở bên này, thầy Kiều ngồi khoanh chân bất động trên mặt đất, môi vẫn còn nở ra một nụ cười. Như cảm nhận được điều chẳng lành, Thanh Lam cùng A Toãn vội nét về phía của thầy, hai mắt bất giác chảy ra hai dòng lệ. Đúng là như vậy, vừa rồi biết hai học trò chẳng thể gượng dậy, hơn nữa thầy cũng cảm nhận được sự thống khổ của bùa ngài phản lại, cho nên thầy sử dụng đạo cấm thuật đồng quy vô tận để giúp hai học trò. Thầy cũng biết trước sự việc này, nếu sử dụng cấm thuật luyện ngài thì trước sau gì nghiệp báo cũng ập xuống đầu, cho nên thầy cũng chỉ còn cách làm như vậy. Vừa cứu giúp được mọi người, vừa giúp thân trả nghiệp. 3 năm sau, anh ơi, mau chuẩn bị chút đồ, ngày mai vợ chồng mình lên thăm thầy. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn hiện đại vừa lên tiếng, không ai khác đó chính là Thanh Lam. Sau khi đem thầy Kiều trở về Mộng Cốc Đảo chôn cất, hai học trò ở lại một thời gian, sau đó cũng trở về quê của Thanh Lam cùng A Toãn kết duyên vợ chồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện